Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến clip tiếp theo của Đậu Chiến Thắng Viên Minh. Thì hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người một bộ trang phục mới chuẩn bị ra mắt các bạn ạ. Và bộ trang phục này cũng khá là đẹp luôn các bạn ạ. Thì mới đây nhà phát hành đã ra cho các bạn, đó là một bộ trang phục gọi là đặc vụ đúng không? Đây là bộ đặc vụ này. Đấy, nhìn khá là đẹp không? Nhưng mà sắp tới nhà phát hành sẽ ra cho các bạn một bộ mới, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở trên hình ảnh luôn nhé. Đây, mình sẽ đưa hình ảnh lên cho các bạn xem. Đây là bộ trang phục chuẩn bị mới ra nha các bạn nhé. Đây các bạn nhìn rõ này, mình sẽ phóng to lên cho các bạn nhìn rõ bộ trang phục này nhá. Đấy, bộ trang phục này thì có tên là bộ trang phục thám tử nhá. Thì bộ trang phục này có cả nam và nữ. Đấy, thì mình thì chắc chắn là mình sẽ kiểu gì mình chọn nhân vật nữ rồi. Thì như từ kinh nghiệm của mình từ trước đến nay thì các bạn biết rồi đấy. Thì những bộ trang phục nào mà ra cả nam cả nữ thì chắc chắn sẽ bán chắc chắn là sẽ không bán bằng tiền mặt, các bạn hiểu không? Đấy, tức là các bạn sẽ không phải mất tiền mặt để mua. Một là bán bằng tiền sao, hai là bán bằng kim cương. Đấy, cái bộ trang phục này thì có cả nữ này. Nữ thì có cái bộ trang phục nữ các bạn nhìn bên trái ấy, thì sẽ là váy, váy thám tử của nhân vật nữ. Còn bộ trang phục nam thì nó một bộ cái áo khoác nó hơi to to giống như kiểu Nhật Bản ấy. Còn mũ bên của con gái thì mũ nó cũng kiểu nhỏ nhỏ và có nơ. Con trai thì mũ nó kiểu to to hơn tí. Đấy, giày thì giày nữ các bạn thấy rồi. Mình thì chắc chắn là mình sẽ ưu tiên chọn nữ rồi, mình auto cho nhân vật nữ các bạn thấy không? Các bạn chỉ cần so sánh mấy bộ quần áo thôi, bao giờ trang phục nữ nhìn nó cũng kiểu đẹp và sexy hơn các bạn nhỉ. Đấy là lý do vì sao mình hay chơi nhân vật nữ đấy các bạn ơi. Đây là bộ này có tên là bộ thám tử nhá các bạn, thám tử nhá. Bộ thám tử bóng lâu nhá các bạn. Và cái bộ mà trong cửa hàng hiện tại bây giờ nó đang là bộ đặc vụ. Và bộ này là bộ thám tử nhá các bạn. Bộ này bộ sắp ra thì chắc chắn bộ này sẽ bán bằng kim cương hoặc tiền sao thôi rồi. Thì các bạn biết rồi. Thì hôm qua mình cũng giới thiệu cho các bạn đó là bộ Alien hồng đúng không các bạn? Thì nếu như bộ này mà ra trước, tức là nếu mà bộ này mà ra mắt mà bán bằng kim cương, tức là bộ này ấy, mà bộ này với lại cái bộ Alien hồng mà ra cùng trong cái đợt sự kiện Alien này ấy, người ngoài hành tinh này ấy, thì bộ A thì rất có thể bộ Alien hồng không bán được bằng tiền sao và kim cương nữa đâu. Có thể bộ đấy sẽ bán bằng tiền mặt nha các bạn. Đấy, rất có thể bộ đấy bán bằng tiền mặt. À, ở bằng tiền mặt, chúng các bạn nạp bằng tiền mặt mà các bạn nạp tiền vào game ấy. Đấy. Thì những cái bộ này sẽ bán bằng tiền sao và kim cương. Bởi vì thường những cái bộ quần áo mà ra bán bằng tiền sao hoặc là kim cương ấy, ra hai bộ ấy, ra bộ nam và bộ nữ ấy, thì chắc chắn sẽ bán bằng tiền sao và kim cương. Tỷ lệ rất là cao, phải tầm 90% sẽ bán bằng tiền sao và kim cương. Thì nếu như bộ này mà bán bằng tiền sao và kim cương rồi thì không thể nào mà cái bộ Alien hồng mà người ta lại bán bằng tiền sao và kim cương tiếp được. Đấy, thì chắc chắn là bộ đấy phải bán bằng tiền. Nó cũng có thể là bộ kia bán bằng, bộ này bán bằng tiền và bộ kia bán bằng tiền sao. Kiểu như là cái bộ Alien hồng bán bằng tiền sao và bộ này bán bằng kim cương. Hay bộ này thì khá là đẹp thì mình nghĩ là không bao giờ dưới 100 kim cương đâu. Những bộ mà da đẹp đẹp như này, bộ này thì mình thấy da khá là đẹp. Nhất là bộ của nữ này, các bạn nhìn đẹp không? Đấy, thì như thế nào thì các bạn cùng, thì chúng ta cùng chờ đợi xem nhà phát hành ra bộ mới này rồi chúng ta cùng xem xét nha các bạn nhé. Mình nhìn thì mình nhìn khá là hay nha. Nhìn nó cũng không kháng gì bộ đặc vụ này đâu. Chính là bộ đặc vụ này nhìn chưa chắc là đẹp bằng bộ đấy. Bộ đấy mà mặc và đeo kính là nhìn còn đẹp hơn đấy mà nhỉ. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra chơi mini game một tí nhá. Mình cũng hay làm clip trên kênh của mình về clip đeo tháp rồi. Hôm nay ra chơi mini game tí đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra chơi mini game nha các bạn nhá. Thì cái vòng đầu tiên đó là vòng là tìm một cái lỗ và rơi xuống. Bàn này thì lúc đầu thì cũng không phải sợ, bàn này về cuối thì mới sợ bởi vì nó tỷ lệ hên xui rất là cao. Thì bạn này chứ lúc đầu thì không phải sợ, bạn là kiểu gì cũng qua thôi. Đấy, gặp rơi lỗ luôn. Ngày xưa ấy thì mình chơi cái này nhá. Ngày xưa mình chơi cái trò này á, mình cứ nghĩ lúc đầu mình chơi người ta lúc mà chưa thay đổi phiên bản ấy thì nhá, mình cứ đứng ở rơi từ chỗ nào thì cái lỗ cuối cùng ấy nó sẽ ở cái chỗ, tức là cái màn cuối cùng ấy, cái đệm cuối cùng mà mình rơi xuống ấy, và mình rơi xuống cái lỗ, rơi xuống cái chỗ nào thì cái lỗ cuối cùng mà nó để cho mà rơi xuống về đích thì nó ở đối diện. Nhưng bây giờ thì sau khi bằng mấy bản cập nhật vừa rồi nó lại thay đổi rồi các bạn ạ. Thay đổi quy cách rồi. Toàn không thấy nó rơi thôi, nó toàn rơi ở sát chân mình thôi. Bàn này thì tỷ lệ chết ít lắm. Chỉ những bạn nào mới chơi thì mới ra mới chết bàn này nhiều thôi. Còn những cái bạn mà kiểu biết chơi rồi thì tỷ lệ chết bàn này nó khó lắm. Ôi giời ơi. Lên. Còn có 15 người. Bàn thứ hai này còn 15 người. Không biết là đến
Thế này thì làm sao mà vào được vòng trong nhỉ? Thế này đến bàn 3, bàn 4 khi là hết thời gian rồi. Rồi, thế là hết rồi. Xong. Bàn tiếp theo, bàn đu đu này. Bàn này thì bạn nào mà có nhiệm vụ, các bạn này, mình khuyên các bạn chơi bàn này, các bạn không nên nhảy, thì các bạn làm nhiệm vụ luôn của cái sự kiện thành tích để là kiếm kim cương luôn. Không nên nhảy nhá, cái chạy này nó ngon. Đang. Còn 8 người, thì bàn này bàn thứ 3 mà đã còn 8 người rồi. Cái này thì giỏi đến bàn thứ 5 là hết rồi. Hết đát rồi. Còn đấy còn 6 người này. Rồi, về đích rồi. Bàn tiếp theo. Bàn này là trò chơi mới các bạn ạ. Trò chơi mới. Cái này thì phải đảo cực dẻo luôn. Cái này các bạn không nên đứng ở một góc nha các bạn nhé. Bàn này các bạn đứng ở một góc đến khi mà cái bóng đèn nó ép góc vào là các bạn chết ít nhất là phải tầm độ 2 cái trái tim đấy các bạn. Nên là các bạn tốt nhất cứ chạy đảo đảo giữa này này thì nó sẽ an toàn hơn. Ôi, lại mất một mạng rồi đấy. Anh chưa? Ôi. Còn 4 mống cái bàn này mà các bạn kia đảo dẻo ghê ha. Chứ bạn nào chết luôn ấy. À đây còn một bạn chết rồi, vừa nói xong. Dẻo như kẹo kéo luôn. Còn 3 người, thế thì vòng sau là tìm người với vô địch rồi. Vòng sau là bàn cuối cùng rồi. Rồi, bàn này là bàn tìm mê cung các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo chơi màn này nhá. Bây giờ mình sẽ đi thử nhá. Cái bàn này mình sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo này. Bây giờ mình sẽ đi thử không có cái mẹo mà mình muốn chỉ cho các bạn. Bây giờ mình sẽ đi cái chỗ sai trước nhá. Bây giờ mình sẽ đi chỗ sai trước này. Đấy, mình sẽ đi những cái gần trước. Đấy, đi sai cho các bạn thấy trước này. Đấy, đây là cái đi sai nha. Đấy, bạn đi vòng lại tiếp cho các bạn này. Đấy, bạn đi. Đấy, đi các bạn xem nha. Đấy, thấy không? Hầu như toàn đến đường cụt nhiều lắm. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người đi một cái đường gọi là đến dễ đến nơi này. Đấy, thấy không? Toàn được tắt không? Bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người một con đường đúng luôn nha. Kiểu gì cũng sẽ đến đích một cách nhanh nhất. Đấy, đây. Để đi. Đấy. Các bạn muốn đi qua cái ải mê cung này cực kỳ nhanh ý, thì các bạn cứ tìm cái đường nào dài nhất cho tôi. Đấy, các bạn cứ tìm cái đoạn nào mà đi dài nhất cho tôi. Kiểu như là đừng ham những cái chỗ đường đi ngắn vội nha các bạn nhé. Các bạn cứ đi thẳng ra cái đường xa trước. Đi ra đường xa rồi các bạn rẽ. Đấy, kiểu gì cũng sẽ đến đích, thấy không? Nhanh chưa? Về đích luôn, hạng 1 luôn. Good shot chưa? Đấy, mọi người thấy cái mẹo mình hay cho mình một like nhá. Rồi, thế thôi, chắc clip mình xin dừng tại đây thôi. Tạm biệt mọi người nhá.